Ok các bạn, bây giờ mình chuyển qua quyển thứ hai nha. Quyển thứ hai này mình là từ E tới Y. Mấy cái tờ này nè các bạn, mấy cái tờ bằng nhựa này bây giờ đâu có bán nữa. Pháp nè, Pháp. Đây Pháp Morocco nè các bạn. Cái nước này là làm cách đây mấy ngày là tổng thống Mỹ đã công nhận một cái friend Morocco này nè, là một cái đất nước này cách đây khoảng mấy ngày trước này. Pháp, mấy cái này là Pháp, mấy cái vùng thuộc địa của nó đó. Cái này là của Đức nè các bạn. Mình không ngờ là hồi xưa đó mình đâu có thích chơi tem, cũng cơ duyên của nó. Hồi xưa mình có ông thầy á, mình đi học ở hồi đó mình học 12 đó, mình học ở Việt Nam á. Mình có ông thầy chủ nhiệm, ông thích chơi tiền chơi tem lắm. Cái mình hồi đó nhà mình có tiền xưa nhiều lắm. Cái cuối năm cái ông hỏi lớp mình coi có người nào mà có tiền xưa không, hoặc là gì cho thầy xin tờ gì đó. Cái mình nói ô nhà em nhiều lắm, cái mình đem cho thầy mình. Cái cuối năm cái ông thầy dẫn lên nhà chơi, cái mình thấy ông sưu tập tiền á nhiều lắm, mình thấy mê. Cái sau này mình mới biết ổng cũng sưu tập tem. Để bữa nào mình làm một cái video mình nói về mình tại sao mình chơi tem, mình thích chơi tem. Đây là nước Đức nè, nước Đức. Nước Đức á, tem nó gồm hai cái riêng biệt, Tây Đức, Đông Đức. Cái này là nước Anh, cái này là nước Hy Lạp nè, Hy Lạp. Cái này là nước Anh. Nhiều lúc nó cũng hay lộn xộn vô vài tờ đó, tại lúc trước nó không có một cái bìa như vậy, chỉ là một những cái tờ này thôi. Nó làm trong mấy cái anh bạn của mình đó, anh làm trong cái hộp bự lắm, nặng lắm, rồi anh đưa cho mình. Cái mình coi được cái mấy cái, mình thấy tem này nó xưa quá, mình thấy vậy ô nhiều quá, cái mình coi sơ sơ à, mình không có để ý nữa. Cái anh nói, mình hỏi ủa cái này anh Brad lấy nhiều, anh ấy nhiều cũng được,
cái mình nói nó mình cũng không biết giá tiền, mình nói anh nói đại đi rồi em đưa cho. Cái này của Hồng Kông nè các bạn. Anh nói 40 đô đi. Cái mình cầm ra 50 đô, mình nói nè em đưa cho anh 50 đô hay 60 đô gì đó. Cái mình nói nè anh lấy 6 50 đô luôn đi. Lâu rồi, mình cũng qua 50 60 gì đó. Này nước không riêng. Mình có duyên với mấy cái con tem này lắm. Mình gặp hoài ha. Mình đi chơi mình gặp hoài ha. Đi chơi mấy cái thành phố nhỏ nhỏ đó, mình vô chợ hoặc là mình đi vô mấy cái tiệm antique nhỏ nhỏ đó. Vô gặp hoài mua hoài ha. Có nhiều cái có giá trị lắm. Hungary. Mấy cái nước Hungary là tem nó đẹp đẹp lắm, in đẹp lắm. Cái này của Ý nè, Italia nè. Rồi bây giờ mình bắt qua đầu qua chuyển qua quyển thứ ba các bạn nha.